Chào mừng các bạn đến với bản tin S-News và cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Dựa trên những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh do Covid-19, thì mới đây thành phố Hà Nội đã chính thức có quyết định sẽ tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học và sẽ quay trở lại trường học vào ngày 2 tháng 3. Thời điểm hiện tại, dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra đã trở thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu với những diễn biến rất phức tạp. Nhận thấy từ thực tế, mới đây Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hơn 2 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học thêm 1 tuần đến hết tháng 2, chuẩn bị điều kiện để trở lại trường vào mùng 2 tháng 3 năm 2020. Ông Nguyễn Đức Chung lưu ý, Hà Nội vẫn là khu vực còn nguy cơ nhiễm bệnh do gần với Vĩnh Phúc. Vì vậy, trong lúc diễn biến dịch bệnh khu vực còn phức tạp, việc để học sinh nghỉ học thêm 1 tuần nữa cũng để có thời gian cập nhật phác đồ điều trị, triển khai các giải pháp phòng dịch. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường học trong tuần tới tiếp tục áp dụng các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh và xây dựng kế hoạch dạy bù, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền cho tất cả các giáo viên trên địa bàn hiểu biết về dấu hiệu dịch bệnh, các biện pháp tiêu trùng khử độc. Trường học phải đảm bảo các phòng học được tiêu độc, khử trùng lớp, vệ sinh bàn ghế, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh như là nước sạch và xà phòng. Đồng thời, nhà trường cần hướng dẫn học sinh, giáo viên và phụ huynh về cách thức phòng bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm cho trẻ. Trước thông tin này, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm và để lại bình luận. Thế là lại nghỉ học tiếp bà, cầu mong hết dịch nhanh để mọi hoạt động còn quay trở lại như bình thường. Nghỉ học ít còn vui, chứ nghỉ nhiều ở nhà vừa béo vừa ăn hại. Chúng mình là S-News và để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi của trong ngày thì các bạn đừng quên nhớ subscribe cho S-News nhé.